Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hành Nguyễn Hải Dương để thực hiện tiếp chương trình tri ân sau tháng 8 và tháng 9 này. Hành Nguyễn xin trân trọng giới thiệu các bác tiếp tục một mẫu văng cơ. Văng cơ. Nhưng dòng văng cơ này đã có thương hiệu và tên tuổi trên thị trường Việt Nam mà Hành Nguyễn đã cung cấp rất nhiều cho các bác rồi. Đó là dòng văng cơ K5 Smex K5 huyền thoại và vang K6 Pro mặt đen. Thì năm ngoái là Hành Nguyễn cung cấp là dòng K6 Pro mặt đen, cũng nhờ anh em đánh giá là tốt. Thì cái dòng năm 2018 này thì nhà xuất tiếp tục ra một mẫu vang cơ nữa có tên là TD Acoustic K6 Pro. Thì với cái bản thân Hành Nguyễn làm audio ấy mà anh cũng nói nghiêm túc, gần như những sản phẩm vang cơ có chữ K cực bền, thứ hai là xử lý đường nhạc rất tốt. Thế đây là một cái dòng vang rất phù hợp với các bác hát karaoke cũng như nghe nhạc, kể cả các bác hát loa chép kèn, nó chống ú cực tốt. Nhưng dòng này nó hay này, nó chống ú nhưng nó không làm sai khác cái tiếng mic của bác đi, nó vẫn giữ được cái độ mà thuần khuyết cũng như độ bay sáng của tiếng mic. Đó là anh Nguyễn làm karaoke, anh Nguyễn cảm nhận nó chính xác như vậy. Thì đây là một dòng vang cơ có tên là TD Acoustic K6 Pro phiên bản mới nhất của dòng vang K6. Thì dòng này có cái trọng lượng là 3 cân 2, bóc trần không vinh vỏ. Đây chính là vỏ bác nhé, là hàng mới tinh, nhập khẩu nguyên khối nguyên chiếc này, hàng mới tinh. Mà bằng những đồ mới bán rất là lành mà, đây, đây phía trong đó mới tinh, còn nguyên hộp xốp anh Nguyễn để sẵn rồi. Tiếp về mặt trước thiết kế bác này, nó rất hay. Anh Nguyễn chỉ qua một chút sau đó test nhạc để các bác đỡ mất thời gian. Phía trước thì nó thiết kế là một mặt khay nhôm. Mặt khay nhôm này được sơn một lớp sơn tĩnh điện có màu xanh rêu, rất nhã nhặn, rất gần gũi. Nó giống như cái vang GD Gutin KM5X huyền thoại đó. Thì dòng này là dòng nó rất đẹp đó nhá. Đấy, anh em gọi là vang 3D đấy. Mặt 3D rất là đẹp. Bên đây phải các bác nhìn đối diện vào thì nó có 3 nút tổng. Thứ nhất là nút chỉnh to nhỏ nhạc, nút thứ hai là chỉnh to nhỏ mic, nút thứ ba là các bác chỉnh tức là tăng giảm echo nhỏ ít. Và phần để chỉnh riêng biệt về phần nhạc ấy thì bác nhìn vào đây cho em, nó ghi là music. Music trong tiếng Anh gọi là music, còn Việt Nam mình gọi là âm nhạc. Có nút bass, nút mid, nút check và nút cân bằng hai vế. Đây chính là tem chống hàng giả của công ty TD Acoustic được đăng ký bản quyền. Tiếp theo phần tiếp theo đó là phần mic. Phần mic thì bác nhìn vào em đây, nó có phần mic effect. Thì bác phải hiểu này, phần mic effect tức là phần tạo hiệu ứng, tức là ví dụ kéo dài giọng ca rồi là lặp lại giọng ca. Thì kéo dài giọng ca giọng vang là nó cải thiện một chút, tức là daily tức là kéo dài giọng ca. Thì cái vang này nó cải tiến là các bác có thể chỉnh cho từng loa một, cho loa bên trái và loa bên phải. Thế ngoài ra nó có nút là Z-Beat, tức là lặp lại giọng ca. Thì nhà sản xuất rất khôn ngoan, làm cái chiếc áp thụt này vào để chỉnh chuẩn rồi thì người khác, người lạ sẽ không vặn được nữa. Đấy, tránh hiện tượng là nó hỏng tiếng mic cũng như là hỏng loa vân vân. Sai khác đi thì nhà xuất rất là thông minh, là thiết kế một cái nút thụt vào trong này để phù hợp. Thì đó là cái phần mà tạo hiệu ứng của mic. Phần tiếp theo là phần mic EQ. Mic EQ là gì? Tức là chỉnh cái âm sắc của giọng ca. Ví như âm trung, âm bass, âm check thì người ta gọi là mic EQ. Còn là mic effect là hiệu ứng. Còn có hiệu ứng là gì? Tức là có vang nhại. Còn EQ là gì? EQ tức là cái giải tần của giọng ca. Thì gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 nút tách ra cho hệ thống chỉnh cái âm sắc giọng ca ấy. Thì có nút 100Hz, nút 250, nút 600Hz, nút 1K, nút 2.5 và nút 4.3, nút 6.3. Nếu bác muốn fill thì bác chỉ chỉnh em từ phần 2.5 đến 6.3. Còn muốn độ dày, độ mỏng của tiếng âm của chúng ta ấy, thì có thể tăng hoặc giảm từ 100 đến 600Hz này. Thế ngoài ra, cái mic này nó hỗ trợ như sau. Hỗ trợ là hai lỗ cắm mic phía trước. Đấy. Và một lỗ cắm mic phía sau. Anh nhìn vào em đây. Em đưa vào ra rẽ này. Hai lỗ mic cắm phía trước và một lỗ mic cắm phía sau để phù hợp cho mic không dây.
Thì các bác nhìn đây, mỗi một lỗ mic này thì nhà xuất sẽ làm cho một chiếc áp thụt. Như là các bác nhìn đây, lỗ mic 1 này thì có một cái chiếc áp thụt để chỉnh cho lỗ 1-2, lỗ 1-2 này. Và lỗ mic 3 đằng sau đây thì có một lỗ mic chữ, có một chiếc áp để chỉnh vôn to nhỏ cho cái lỗ mic 3 đằng sau này. Thế tại sao người ta phải làm riêng biệt như vậy? Lý do là khi các bác cắm liền lúc 3 cái mic vào, có 3 độ nhạy khác nhau, thì các bác muốn giữ cái nút này, nút tổng này, không muốn thay đổi, thì các bác chỉ cần tăng hoặc hạ xuống ở cái chiếc áp này. Đấy. Và cái dòng này rất thông minh nhé. Thế trước khi các bác cắm mic vào đây được xử lý trong vang, thì nó qua một cái nút gọi là khóa vôn limit, tức khóa. Tức là khi mà mic được đưa ra loa thì phải đi qua cái nút này, nút mic này, vôn limit này. Cái nút vôn limit này cũng giống như là một cái nút tổng như nút này, để tránh người lạ không may mà các bác chỉnh chuẩn rồi mà người lạ mới vặn to lên này thì nó sẽ rít chết loa chét hạn ấy, thì người ta có thể đặt cái nút này nó ở vị trí hợp lý. Khi các bác vặn hết cỡ này thì nó không to được. Đấy. Thì nó ý nghĩa như vậy, nó thụt này. Limit tức là giới hạn. Như vậy thôi. Thế còn phía sau nhìn vào đây. Cái này nó chạy điện áp là 220V. Thiết kế bởi Canada, tức cái dòng này là của thương hiệu Canada nhưng mà được Trung Quốc sản xuất bác nhá. Tiếp theo cái dòng này nó lại có một cái nút tổng nữa, tức là giới hạn về nhạc. Vào đây. Tất cả nhạc khi được vào xử lý qua đây, trước khi qua cái nút này thì lại có một cái nút nữa để giới hạn, tránh người lạ nghịch vào. Nếu mà không may các bác mà các bạn tôi hết cỡ nút này đi và bác giảm nút này xuống, đấy, thì nó không có tiếng nhạc nào. Đấy, cho nên các bác phải chú ý em để em khoảng tầm giữa này hợp lý. Đấy, tức là nó tất cả qua những nút tổng này đều phải ở mic ấy, thì có một cái nút thụt này không chế và có nút đằng sau không chế. Đường ra nó rất là hợp lý này. Đường ra nó hỗ trợ cả ca lông và hoa sen. Đường ra nó có left right này cho sâu rau SRN và cho súp. Riêng được súp thì người ta thiết kế cho riêng cho bác hai nút để chỉnh, một là nút cắt tần số, thứ hai là nút to nhỏ của súp. Đấy, riêng biệt. Tiếp theo cái dòng này rất là hợp lý này, bác chơi cả âm đi được, tức là hỗ trợ ngõ ra bằng hoa sen, còn hỗ trợ hai đường vào AUX 1 và AUX 2 music input, tức là các bác cắm cả TV cả đầu đĩa được, muốn nghe cái nào thì bác chỉ cần chuyển mạch vào đây thôi. Đây này, đấy, đây nhá, ví dụ này. Đấy. Thì cái dòng này nó cải tiến hơn dòng K6 Pro mật đen. K6 Pro mật đen là bác tự động chọn cổng vào thì nó cũng cái dở đó, cho nên là người ta thay đổi lại cái chuyển mạch này bằng cơ cho tiện lợi. Đây, phía trước phía sau như vậy bác nhá. Đây, một tiếp theo là em giới thiệu tiếp phía trong của cái này. Đấy. Xong cái này thì đây chính là cái bo mạch của nó bác nhá. Thì trước khi giới thiệu bo mạch em sẽ xin giới thiệu về giá nữa. Thì cái dòng này em đang tri ân khách hàng là giá 1.900.000 bác nhá. 1.900.000 tặng dây rắc và bao ship toàn quốc. Em nhắc lại này, hết chương trình là 2.100.000. Hết chương trình 2.100.000. Nhưng tri ân là 1.900.000 bao ship toàn quốc bác nhá. Đây chính là bên mạch. Cái bên của nó giống như cái vỏ, bên màu tím rất là đẹp. Chắc chắn. Một bo trung ú. Bạn nhìn đây chính là bo trung ú, em nói giới thiệu qua thôi. Còn các con IC này xử lý đường mic. Và nó có hai con IC. Hai IC để xử lý đường vang nhại, đường vang nhại của đường mic, hai IC nhá. Đấy, chip thì không phải đâu, của IC. Còn đây chính là con IC tạo cái tiếng nhại lại này. Con 74HC14AB. Bác rút con này ra thì hết đường nhại, hết nhại, hết nhại luôn. Đấy. Và nó có cả hai con dơ le hoạt động đóng ngắt cho cái đường tín hiệu âm thanh ra. Đây chính là biến áp nguồn bác nhá. Biến áp nguồn bằng đây biến áp nguồn đây. Được bao bọc rất tốt và bọc một cái hộp sắt này để tránh nhiễu ảnh hưởng lên âm thanh. Và hai tụ lọc nguồn. Và hai tụ này là lắn lọc cho điện áp đối xứng. Âm dương của này 5V để cấp cho cái mạch con IC nhỏ nhỏ làm việc ấy. Đấy, rất là đẹp. Các nhìn đây. Bên màu tím, hai chip xử lý đường mic cho nó rất là hay nhá. IC có vẻ tiếng bên này. Các nhìn đây. Và họ rất thông minh nhỉ, họ sử dụng cả IC dán bên này. IC dán hết. Thì em nói là công nghệ cao là người ta không cần phải IC to quá nhá. Bởi này là làm theo công nghệ dây chuyền, máy móc cho nên người ta sẽ làm như này, nó chuẩn xác hơn rất nhiều. Bên màu tím rất đẹp. Các chiếc áp thụt này đều chiếc áp xịn bác nhá, đóng gói cho nên là nó rất bền, nó không bị hỏng theo thời gian. Đấy, chiếc áp này thường nó xuất hiện ở những cái âm ly mà của Nhật Bản
đấy, thì là hay dùng cái nắp thụt này rất là tốt. Thì giờ em cho bác nghe thử tiếng nhạc coi nhá, rất là hay luôn, tiếng nhạc nó tuyệt vời luôn nhá, tiếng mic. Và dòng này em xin giới thiệu là hát kể cả chiếc kèn không dối. Xuất ngày mùng 12/6/2018 nhá. Và con 2C xử lý hiệu bit này được dấu chỉ số luôn, nhà xuất đấy, dấu bản quyền luôn. Bây giờ tiếng mic của nó các bác sẽ nghe rất tuyệt vời luôn. Tiếng mic con này có thể hát được chiếc kèn, chiếc giấy các bạn. Này tiếng nó hay lắm mà cái giọng của nó không bị ảo. Nó là dòng cao cấp, nó không bị ảo đâu nhá. Để bác thử nghe em cái thứ mic xem, rất là tuyệt vời luôn. Lặng là 3 cân 2 phải, em muốn em cân ý. Giờ bác thử nghe thứ mic thôi, xong em sẽ hát test nửa đoạn. Lên, 1, 2, đây em đang dùng, làm một đôi BK và đôi BMW 450C, tiếng cực hay đấy nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bác nghe đuôi gió ở trong 6, 6 và 2. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lên, 1, 2, 3, tiếng tuyệt vời luôn. Bây giờ em sẽ hát một đoạn để bác nghe cái chất mic của nó, cũng như cái khả năng chú tuyệt vời của cái dòng vang. TD Acoustic K6 Pro thế hệ mới có màu rêu. Bây giờ em thử tiếng mic với nhá, của cái răng vang TD Acoustic K6 Pro này, tiếng cực hay luôn. Tiếng nhạc và tiếng mic hết sức hay. Bác nghe tiếng mic nhá. Tình dù chưa phai không tránh được cứ ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Xót xa từng kỷ niệm ngày vơi, lòng mình mỗi xa sao không mặn người ơi. Quá tuyệt vời vâng. Thì mình cực hay và giày ấm bay không chút ít. Trời đầy hai đứa ôm cách biệt hai nơi, lau mắt rồi thôi xin răng cười lòng vui lòng người. Mình chờ việc sau hẹn lại yêu. Quá tuyệt vời. Bác nghe tiếng mic nhá, rất hay. Mà em khẳng định câu này hát tép kèn vô tư bác nhá, rất phù hợp với gia đình. Tiếng nhạc nó rất là chắc và tròn, tiếng mic nó gọn gàng, nó không bị ảo tiếng. Hát hay,
anh Nguyễn đã tri ân với giá là 1.900.000 đồng, có thể nói là rẻ nhất hiện nay. Hết thời gian tri ân anh Nguyễn sẽ bán 2.1 triệu thôi nhé. Anh Nguyễn chào các bác ạ.